cá khô. Bà con tôi biết cá khô hết rồi phải không bà con? Cá khô là cá người ta phơi khô đó nha bà con. À, phơi khô một nắng hai nắng gì đó là cá khô. Cá khô thì ăn nó cũng tốt cho sức khỏe chứ không phải là không. Nhưng mà có một số người không nên ăn cá khô bà con ạ. Bởi vì ăn cá khô vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người có huyết áp cao. Những người có huyết áp cao không nên ăn cá khô. Người mắc bệnh thận, người lớn tuổi, trẻ em, nói líu lưỡi, suy nhược cơ thể, rối loạn tim mạch, co giật, hôn mê, bị về đường tiêu hóa là không nên ăn cá khô. Ăn cá khô vào không tốt gì cho sức khỏe cả bà con ơi. Cho nên những người có huyết áp cao không ăn, người mắc bệnh thận không nên ăn, người lớn tuổi không nên ăn, trẻ em, người nói líu lưỡi, suy nhược cơ thể, rối loạn tim mạch, co giật, hôn mê và hệ tiêu hóa là không nên ăn nha bà con. Còn ngoài ra cá khô nó cũng tốt chứ không phải không, nó tốt cho sức khỏe vô cùng bà con à. Thì nó tốt thì ăn được nhiều cơm mà cũng dễ chế biến. Trời lạnh thì nhiều tốt, trời lạnh ăn dùng nhiều cũng tốt, mà tốt cho bà bầu, tốt cho phụ nữ, cho con bú, tốt cho xương, cho khớp, tốt cho tầm nhìn của mắt, tăng tuyến nước bọt, phát triển tốt, tốt cho trí não. Đó, bà con thấy nó cũng tốt vô cùng. Ăn cá khô thì ta ăn được nhiều cơm mà dễ chế biến, dễ nấu nướng chiên xào gì đấy. À, trời lạnh thì dùng nhiều mà cũng tốt cho bà bầu, tốt cho phụ nữ đang cho con bú, xương khớp tốt, tốt cho tầm nhìn của mắt tốt, tăng tuyến nước bọt tốt luôn, phát triển tốt cho trí não. Đó là cá khô nha bà con. Nhưng mà không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được. Ta chỉ nên ăn một ngày không quá 150 gram. Một ngày ăn không quá 150 gram. Chúc bà con ta ăn cá khô vui vẻ mạnh khỏe. Một ngày không quá 150 gram. Ăn 6 ngày. Ăn 6 ngày là phải nghỉ một ngày bà con à. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp khi ăn cá khô bà con ơi. Woo!